Chào mọi người, đây là cái khung cảnh bên ngoài cái siêu thị Shimizu của Úc, một trong những cái siêu thị bán buôn ở bên Úc mà được rất là nhiều người Việt Nam đang mua hàng tại đây. Và đây là cái khung cảnh cửa vào của siêu thị, thì em cầm điện thoại nên hơi rung một chút nên mọi người thông cảm. Thì mọi người có thể thấy là đây là cái hình ảnh một người đàn ông ở Úc, họ xách túi đến siêu thị để mua hàng. Ở đây là bên trong của siêu thị, thì đây là cái quầy về những cái sản phẩm về dinh dưỡng, đây là sản phẩm Blackmore, tinh dầu hoa anh thảo. Em có dơ cái fanpage của Hoa Beauty để mọi người biết là trực tiếp những cái sản phẩm mà Hoa Beauty phân phối để được mua ở những cái siêu thị này. Trong siêu thị thì có rất là nhiều đồ, từ đồ gia dụng, đồ thực phẩm dinh dưỡng hay là mỹ phẩm. Thì đây là những cái người dân người ta đến người ta mua sắm. Những ngày khuyến mại thì rất là đông. Và đây là những cái quầy về thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ và bé. Có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm mà hiện nay được bán ở Việt Nam cũng rất là nhiều, theo đường sách tay hay là nhập khẩu. Mọi người có thể thấy rất là nhiều sản phẩm, có các cái chương trình khuyến mại giảm giá khác nhau, có kể cả nước giặt, sữa tắm. Ở đây là một trong những dòng sản phẩm là sữa ông chúa, ở Việt Nam được bán rất là nhiều và bên Hoa Beauty cũng có phân phối cái dòng sản phẩm này. Mọi người có thể thấy đấy ạ, sữa ông chúa Royal Jelly. Và đây ạ, đây là những cái chương trình khuyến mại mà ở siêu thị diễn ra. Thì bên Hoa Beauty có đi mua về cho mọi người. Thì những cái sản phẩm Blackmore này, mọi người nhìn thấy đấy ạ, tinh dầu hoa anh thảo, Omega, hay là một số cái sản phẩm cho xương khớp, glucosamine. Rất là nhiều những cái dòng sản phẩm của Úc chất lượng. Bổ sung kẽm này, Nail Health Skin này. Rất nhiều các dòng sản phẩm của Blackmore và siêu thị. Tại sao lại bên em lại giơ cái điện thoại như thế này? Vì là đợt trước thì có hình ảnh, nhưng mà một số người phản ánh là đôi khi là hình ảnh này là cắt ghép hay là Photoshop, nên là trực tiếp cầm cái điện thoại để cho mọi người biết. Tất cả những sản phẩm mua ở siêu thị thì đều có bill. Mọi thứ đều là rõ ràng, đều là hàng chính hãng nên mọi người yên tâm. Nếu mà mọi người cần tư vấn về những cái sản phẩm về dinh dưỡng của Blackmore ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại là 0985 229900, hoặc là vào cái website là hoabeauty.vn để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Quầy thanh toán của siêu thị này thì thanh toán có hai hình thức, một là tiền mặt, hai bằng thẻ. Đây là hình thức thanh toán bằng thẻ. Trên màn hình mọi người nhìn thấy đấy là chiếc điện thoại có fanpage của Hoa Beauty, nên là mọi người yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng như là cái giá thành mà bên Hoa Beauty đang phân phối.